Mối tình của Thuận và Trang sống ở nhà Quang đó, bây giờ tiến triển đang tốt đẹp. Thì hôm nay Trang đi tới nhà của Thuận để tìm hiểu Thuận, coi những cái lời hứa của Thuận á, hứa là không nhậu nữa, chí thú là mang á. Và hôm nay gặp Thuận vậy đó, huyện Trang cũng có bức xúc lắm. Và bức xúc chuyện gì, mời quý cô chú anh chị xem video sẽ rõ. Đi thăm ông mà tao chúng né hoài, đi bắn chơi hoài mà. Đó. Ủa chơi lâu không? Không chơi mà uống không à. Tại... Ủa nó uống gì vậy? Rượu, thật rượu không chết đi. Ê, nói gì? Mày hứa làm sao mày? Hứa làm sao vậy? Con cảm anh tại buồn quá, anh mới uống vài ly thôi. Mà sao em... buồn nè, nói nghe coi. Tại vắng em trong giấc mơ. Trời ơi. Đêm nằm ngủ nằm mơ thấy em, anh buồn anh luôn. Trời ơi, thở luôn hen. Bữa nay hả, người yêu đi tới thăm kìa, làm sao, vui không? Vui, lúc mà người yêu lại thăm mình á, đứt cà lui. Lắc là lui vậy? Ông này ông nói gì như cà lộng hả ta? Đâu nói lại ra rất là vui ghê. Người yêu đỡ lứt dài lui. Lắc là lui. Dạ, bữa nay mới biết nha. Thì ra đâu có hai người ngồi sát nhau cho lấy hâm nóng tình cảm rồi, ngồi sát sát cho coi. Bữa nay thấy người yêu á lại xăm mình lứt rồi mình là lui. Cái gì lại xăm mình là sao? Người yêu lại thăm mình nứt dài lui. À, người yêu lại thăm mình rất là vui. Đúng rồi. Mà nghe toàn là người yêu lại thăm mình. Lắc là lui. Cái này là phải sửa luôn rồi đó. Tâm sự với nói chuyện với bà kìa. Hay mà nói ngang. Bữa nay phát hiện chị Trang có bộ đồ tới vô công luôn ngang. Trời ơi, coi kìa. Có ý rồi đó. Trời ơi, cái sợi dây chuyền hôm nay còn nguyên luôn hả? Dạ. Trời ơi. Làm kỷ niệm tới giờ đó. Kỷ niệm luôn hả? Dạ. Thí dụ mà lỡ mà có hết tiền xài này kia, không có lôi đầu kỷ niệm ra không? Không, đầu kỷ niệm nhớ lấy ra, cắt nhớ lấy ra. Đầu kỷ niệm của ai nè, nói nha các coi. Của anh Duyên Thanh. Anh Thuận, dạ. Trời ơi, hai người này, ủa sao cũng quen lâu lắm mà giờ chưa nhớ tên nữa trời. Trời ơi. Này, người yêu tên gì? Dạ, Trinh Trang. Đó thấy chưa, bởi vì chị Trang này không được rồi nghe. Ủa, nói gì cái Thận? Chào em. Trời ơi, giờ này ta đi thăm ông mà tao chúng né hoài, đi bắn chơi hoài mà. Đó. Uống chơi lâu không? Không chơi mà uống không à. Tại bộ nó uống gì vậy? Rượu, thật rượu không chết đi. Ê, nói gì? Mày hứa làm sao mày? Hứa làm sao vậy? Con cảm anh tại buồn quá, anh mới uống vài ly thôi. Mà sao em... buồn nè, nói nghe coi. Tại vắng em trong giấc mơ. Vì cần phải cần luôn cả. Trời ơi. Đêm nằm ngủ nằm mơ thấy em, anh buồn anh luôn. Trời ơi, thở luôn hen. Rồi, tao thấy là cái cặp này là nó tới công chuyện luôn rồi đó. Ngồi thẳng lên cái, ngồi cái em mà ngồi cái đụng ngoại trời. Tao em mọi du rồi em. Tao hỏi đâu cũng nói chuyện với tôi, không chuyện nhờ tôi. Nói chung là bây giờ nè, người ta đã tới đây, người ta đã chủ động rồi đó. Rồi bây giờ tới mình nè, mình phải là hành động. Kêu. Nói chuyện đi, nó kè tai. Ngứa nhột. Nhột nha. Ủa, ông gãi gì vậy? Gãi tai. Cái này đúng con trai mới lớn rồi. Trời ơi. Trai đúng nhẽo. Nhèo nhẽo luôn đó nghe chị Trang ơi. Đúng nhẽo hả, một chạy dỗ. Nhẹo nhẽo con gái mới thương. Trời ơi. Gái thương mà ăn nhậu cái này thương. Đúng không? Mình chưa ở nhau mà. Chưa ở nhau mà. Còn trong quá trình tìm hiểu. Trong tìm hiểu thôi. Mình đang tìm hiểu với nhau hai đứa mình là sao. Ê, mày đang tìm hiểu mà mày nhậu nữa rồi ai đâu mà chấp nhận. Đúng rồi. Phải để cho tao có tin tưởng á, người ta mới trao chứ. Mày biết mày biết trao cái gì không? Cái mặt ông ngố. Trời ơi, từ từ đó vợ chắc ông chưa biết gì luôn lắm rồi nha. Tôi biết gì đâu. Mình phải nè, Thận ơi, mình phải thực hiện được nha. Bồ câu chưa biết. Hả? Bồ câu chưa biết. Cái gì? Là sao? Bồ câu. Đâu câu chưa biết nữa.
đây nè, nói nghe Thuận nghe nè, bạn gái mình nó yêu cầu cái gì á mình phải làm theo đó, rồi người ta mới có này có kia đúng không? Ông nói ông làm theo rồi chị Trang mới làm cho một chảo cá rô kho cho ăn chứ. Kho cá rô mì không á? Ăn cá rô. Em cũng kho cá lóc. Dạ. Dạ ông có kho cá lóc hả? Thôi hàng này mày đừng có nói sâu xa quá nó khó hiểu lắm mày ơi. Trời ơi. Nói này nói chuyện đồ hoài cái gì nó ngọng ngọng ngớ ngớ cái ngọng ngọng mà. Nó nghe nó thấy chưa? Thấy gì chưa? Ăn có kho cá lóc. Nói chuyện đồ hoàng đi. Lớn rồi. Ngồi thẳng lên cơi, cỡn cỡn trước mặt băng gái mà xìu xìu anh ảnh quậy chạy. Ông yếu quá. Cái này chắc tao phải nói gì hả, là cho hàng lợi nó huấn luyện này một khóa. Chứ giờ tao thấy mày nữa hả, nhẽo qua à. Mạnh mẽ lên coi. Rồi, ok. Mạnh chưa? Mạnh luôn nữa. Mày gồng lên coi. Vậy là gồng chưa? Gồng hết giác luôn. Gồng chưa? Hết giác luôn. Hết giác luôn ha. Ngủ kiến cắn hết rồi. Sao nè, bữa nay là Thuận là nhìn thấy là chị Trang đẹp không? Lúc này chị ấy cũng hơi đẹp. Kêu bằng gì? Kêu bằng gì? Em đẹp đẹp thì em đang sầu huyết bự kìa. Chào quý. Có trời lòng bự không? Đó, đó, đó thấy không? Thấy không? Thấy không? Mày nha mày, ừ, mày nha bưởi. Cái này là về là phải cho là chị Trang dạy là một khóa sao đâu. Trời ơi chỉnh đời luôn. Nếu mà cái cũng cái kiểu này ha, bảo đảm luôn. Về tôi ha. Về ở tôi được một ngày chưa được đóng lương. Ừ. Đang vô liền ha chị Trang. Khó thùng quá đi. Yeah. Chưa chắc được, đụng tôi cấp chưa cho. Đó, 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 thấy gì chưa? Mày không có gây được cái tin tưởng cho người ta đó, không có tạo cái sự tin tưởng. Tin tưởng rồi, cứ là không tính, mất tính rồi. Đó, rồi kiểu này dắt bữa nay dắt về ra mắt khi nào thất bại không ta? Rồi, rồi sát sát cho coi chán, làm gì mà ngồi xa vậy? Ngồi không có rượu chứ mới nói. Lăn xa lót. Trời ơi, rồi xong luôn, tao thấy rồi. Tao ngồi nói lại xíu ra thằng. Mà tao nói thiệt mày nha, bữa nay Trang đi tới đây á là mày hiểu rồi đó. Mày phải sao cho người ta tin tưởng, người ta còn thứ hả? Hứa coi. Anh hứa em, anh đổ vụ nữa. Hứa mấy lần rồi? Lần thứ hai. Không có lần thứ hai đâu, bỏ đi nghỉ. Hỏi nó coi, lần cuối hay lần sau? Lần cuối hay lần ba, lần năm hay lần sáu? Lần cuối. Chắc không? Mà khéo cho nó đi, để nó không làm được. Tại... Thí dụ nó không làm được rồi sao? Hỏi nó coi. Ừ, không được, quéo không được rồi tính được sao? Tính được là được sao? Anh muốn là gần cuối rồi anh muốn nhớ. Chắc không? Dạ. Ngủ hôn khứa là mắc mê hay là sao nhau đúng không? Sao nào không bớt cổ khổ. Đúng không? Ừ. Vậy anh thương em quá không biết giận sao? Trời cái miệng cũng dẫu đeo quá trời. Ừ, cũng nhận chứ. Dẻo nhau ha. Gái tại hải vị đó. Ừ. Miệng cũng dẻo trời. Hình như có 500 đồng vụ rồi, cái bắt đầu ổng mạnh mẽ lên thôi. Đúng rồi đó, anh cần cái mình phải rõ ràng, mình nói chuyện phải thẳng thắn với nhau, thương không thương thôi. Dạ. Còn em sao? Thì ông tính sao thì ông nghĩ đây, ông bỏ cái bánh tới đây rồi tôi mới tới chứ. Em tính là sao? Không có gì sao. Trời, tao mệt mày. Tao mệt mày dữ lắm rồi nha Thuận. Trời, người ta tới đây rồi mày hỏi em vậy, em muốn sao? Nói chuyện với nghe được gì. Bữa nay người ta nhớ, người ta mới lại đây thăm ông. Đó, cũng sẵn chớ người ta ra mắt luôn. Gì đâu, cũng cứ hỏi đây, lại sao? Em ra đây thăm anh rất là lưu nhiều. Thì nói cảm ơn em nhiều, sao nhiều. Sao là nói sao? Đó. Chị Nhi đấy dập em lạnh mừng, trời ơi là sao biết rồi. Trời, áo làm như chị Trang xách kẹo lại giống mà. Tao cần cái gì đó, như trong cái cặp đôi này nè, tao nó mới quen mà người ta đã tới nhà mình luôn rồi. Mà cứ hả anh vui. Vui cái gì mà vui? Thôi nè, đó chuyện là hoàng điện thì móc nè. Đó thấy chưa, bữa nay thấy chị Trang khó lắm nghe. Lại là nghe cái mùi thật là chị Trang khó rồi đó nghe. Rồi giờ sao? Sao giờ chắc nghe mày ra phải tập thể dục cho nó ra mồ hôi bớt đi. Chứ không im rồi. Thì hổng mà hẹn uống cà phê có đi không?
Chị ấy biết cô dạ không? Kêu bằng gì, kêu bằng gì? Em ấy. Chị em ấy. Em thì em. Em thì em mà anh chứ đâu. Trẻ hơn ông tới 5 6 tuổi mà ông kêu bằng chị. Em cuối cùng em có già không em? Ra chờ đợi hoài ghét cái gì luôn. Rồi, rồi. Đó, ra đợi hoài. Giận mày cái vụ đó nữa đó. Đó giận là nghỉ luôn đó, không muốn làm luôn đó, không ghé đây luôn đó. Còn lắm hứa lụi không á chị Trang? Dạ. Làm hứa lụi bắt uy tín hết trơn. Cầm cảm cho anh đây, anh không có xe. Trời ơi. Không có xe đi xe động được hả? Ừ, đúng rồi. Đi bộ không được cái gì? Ê mày, tao nói hạ thương em mà mấy sông cũng lội mà mấy đèo cũng qua. Cũng qua, cũng qua lội mà. Cũng qua mà. Có tiện nó lớp 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 nói chuyện lần hoàng đây đừng ngâm. Nói lớn lên coi, nghe tao nói không? Nhưng mà anh qua không nổi. Sao không nổi? Đúng nào. Giờ nó không chịu dưa. Nghiêm lên coi. Nghiêm lên, nói chuyện đàng hoàng, đàn ông trai nó éo éo éo. Không, thằng này á, cái hình á thì thấy cũng men lắm nha. Mà ông mở miệng á, trời ơi em nhớ quá à. Má. Bây giờ má muốn quen Trang không là má muốn quen Kiên. Muốn mở gì coi đấy con má. Nhẹ ngớ nè. Giờ mày muốn quen Trang là phải cứng rắn lên. Đàn ông ra đàn ông. Nói gì nói lớn lên coi. Làm bậy ra bả không? Ừ. Đúng rồi. Trong lẽ ra vậy không? Ừ. Bậy đê đó. Nói bậy đi. Rồi bây giờ nó nói thiệt. Một khi đã tới đây rồi thì bây giờ á mày phải nói làm sao rồi xong nữa gặp nghe mẹ nữa để cho cho tập bữa nay đi tới thăm mẹ nữa đó. Sao cái gì có chia sẻ với nói với bà Bảy là có chuẩn bị gì chưa? Nào hổm á là nghe nói là chị Trang có nói là làm một sợi dây chuyền với đôi bông đó, rồi bà Bảy có chuẩn bị đôi bông chưa? Bảy nên bị rồi hả? Rồi luôn hả? Rồi luôn rồi. Rồi. Tính ra vậy là mẹ chồng đã chịu rồi. Ừ. Trời ơi sao chị Trang mà nghe được cái tin này chị cảm thấy như thế nào? Thì cũng vui. Vui ha. Lần đầu tiên nè khi mà chị Trang chuẩn bị mà ra mắt với mẹ chồng như vậy đó. Dạ. Có thấy hồi hộp gì không? Có hồi hộp á. Hồi hộp mình lo lắng gì điều gì? Lo lắng mà hồi hộp tôi có sợ gì không? Sợ bị chửi hay là bị đập, mình sợ gì đó. Không, cái đó là điều. Không, mới ngày đầu mà cứ như hợp không hợp thôi chứ không có ai làm chuyện đó, nhưng mà chưa biết như thế nào phải không? Dạ. Lo phải không? Dạ. Không, dầu gì dầu cũng có được con trai cưng của bà nè, nó bảo vệ cho. Có nghe chị cưng là tối ăn nhậu lắm này. Này bà cưng quá đó, bà mới cho đó. Chiều. Không, đợt này. Bà cho bà chiều, có tu trong chiều, tu. Bây giờ tao thấy rồi, nếu mà cái tình trạng kiểu này, chắc tao có lẽ là trợ giúp tới thằng Lợi đi. Để hằng như thằng Lợi có đằng nhàn đẳng á. Kêu một loại huấn luyện cho mày một khóa mới được. Đúng rồi. Một khóa về cái cách để mà lấy lòng phụ nữ. Đó. Nói sao mới được. Thận này thấy còn kinh nghiệm còn rất là ít. Phải đưa cho thằng anh dạy cho một khóa mới được. Mày thấy sao Thận? Nên đúng không? Mày muốn quen người ta, mày phải chinh phục được người ta, mày mới quen được. Nói như là những cái câu ngọt ngào như thế nào nè. Nó phải là có sức hấp dẫn nằm trong câu nói. Nó phải thêm khóa rồi. Cái quay. Anh đặt luôn. Nói chuyện điện thì móc móc tay. Đó, thấy chưa? Rồi. Bữa nay thấy chưa nè, bữa nay khi nói mà chuyện gặp. Nói chuyện đồng hồ đây, chuyện móc móc thì móc hoài. Thận rút kinh nghiệm nha. Đợt sau mà khi mà nghe là chị Trang lại á thì ngưng liền. Không có được mà để đế. Nó có mùi hôi đế đúng không? Ừ. Sớm giờ là chị Trang là thấy cái mùi hôi đế là chị Trang nè không thích rồi đó nghe. Bị ứng cái đê nổ mình rồi đó. Đó thấy chưa? Cũng vì câu hứa. Hứa bấm một tính hết trơn không không hứa lợi được. Rồi xong luôn. Hứa thật nhiều rồi, thất hứa cũng thật nhiều. Thôi bây giờ nè, thật. Giờ trợ giúp cô ông anh đi, học một khóa của ông anh đi. Hứa tôi không? Dạ. Hứa cái gì trời? Cái gì? Hứa em bỏ vụ. Chị Trang bây giờ chị nói mạnh mẽ lên coi cho nó. Sao em nói ra. Xin lỗi luôn không? Không nói tiếng đó. Còn tôi hứa với chị. Rõ cái vậy. Ông tới ông bỏ cái đó vậy. Hiểu không?
người ta không thương, người ta không có nói cái lời đó đâu. Ta thương ta không có nói đâu, ghét nói là nói thương, người ghét người thương đó. Người còn một khi người ta còn quan tâm, dạ, đúng không, là người ta sẽ nói rồi, để cho mình sửa, bởi vì mình cố gắng mình sửa. Như là ý của chị Trang là muốn là Thận này là bớt đế đi, phải không? Dạ. Rồi Thận như thế nào, có hứa được hay không? Dạ em cứ nói, em hứa em. Dạ anh chứ. Anh hứa lớn hơn, anh hứa em, anh sẽ bỏ. Bỏ mấy bữa hay là bỏ luôn? Bỏ tất cả. Bỏ tất cả luôn hả? Bỏ. Vậy là bỏ luôn chị Trang rồi. Ừ, mà không đói nữa rồi kìa. Sao mà giờ nè, nói thật sự nha Thận. Dạ. Tới thời điểm này là dừng được rồi đó. Dừng, không nên mà quỷ hoại bản thân nữa. Ngưng nhậu đi. Dạ. Lo sức khỏe. Rồi hả, người yêu thấy mình thay đổi, người yêu mới có cái thái độ với mình lại, thương mình. Chứ giờ đi tới mà thấy cái gương mặt kiểu này ai đâu mà ưa. Cái chơi nhìn cái cặp mắt liếc liếc là tao thấy rồi đó. Sao bây giờ Thận nói lại cái như thế nào cho nó chắc nịch coi. Trước mặt yêu mà nói cho đàng hoàng coi, nói lớn lên rõ ràng. Em yêu. Trời, em yêu luôn trời. Chịu anh đi, anh trẻ bỏ hết. Đã người ta chịu ông rồi mà cứ chịu anh đi hoài. Tao nói cái miệng này mà cái chuyện khó bỏ qua nó quan nhắc luôn rồi. Tao nói thiệt nha. Tầm nóng gì lắm rồi đó nha. Đã người ta chịu rồi, người ta mới qua đây mà chịu anh đi hoài. Mày mất mặt đàn ông con trai dữ lắm rồi nha. Nghiêm lên coi, anh hứa sẽ bảo rượu. Anh hứa em, anh sẽ bỏ vụ. Anh biết trả quỳ em hết. Rồi, chấp nhận không? Chấp nhận không? Đợi nha. Anh hứa gì em làm tất cả, nói. Anh hứa với em, anh sẽ làm tất cả gì hết. Anh hứa anh sẽ bỏ em luôn. Không được. Nè, bây giờ trước khi là ấy nè. Anh sẽ vì em làm thơ trình mai. Rồi, thấy chưa? Thôi bây giờ thì anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Cái ông nội này nè. Thôi bây giờ cái kỹ thuật mà nói chuyện mà nó không có được hay vậy trơn á. Bây giờ phải kêu là thằng Lợi vô. Nó chỉ cho một khóa. Rồi thì chạy về nhà kêu ông Lợi ơi. Bây giờ phải kêu ông Lợi chỉ một khóa nha. Rồi thôi, chào cái cây, chào chú đây.